Mệt mỏi đổ bệnh vì nắng gắt ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi trẻ em nhập viện nhiều hơn do mắc các bệnh lý hô hấp, nhiều người lớn cũng đổ bệnh khi làm việc dưới thời tiết nắng nóng gay gắt ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, hôm 25 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ tiếp tục tình trạng nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 đến 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35 đến 55 độ C. Nắng nóng gay gắt từ sáng sớm khiến nhiều người chật vật dưới thời tiết oi bức. Cả người lớn lẫn trẻ em đều đổ bệnh vì viêm hô hấp trên, say nắng, say nóng. Trao đổi với báo chí, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hải Công, chủ nhiệm khoa lao và bệnh phổi Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM cho biết, không chỉ trẻ em dễ bệnh trong mùa nắng nóng, người trưởng thành, thanh thiếu niên cũng dễ gặp các vấn đề về say nắng, sốc nhiệt. Thậm chí, tiến sĩ Công cho biết đã có trường hợp sốc nhiệt nặng do lao động liên tục trong môi trường nắng nóng kéo dài phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hải Công, nếu tiếp xúc với nhiệt cao trong thời gian dài, nhiều người có thể bị mất nước qua hơi thở, đổ mồ hôi, thậm chí rơi vào tình trạng rối loạn nước và điện giải, trường hợp nặng hơn có thể bị sốc nhiệt. Mặc dù thời tiết này không phù hợp cho vi sinh phát triển, theo quan sát thực tế, số lượng trẻ em mắc bệnh lý hô hấp có xu hướng tăng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trẻ cũng có nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến tiêu hóa như nhiễm trùng hay là tiêu chảy. Trời nắng gắt cũng ảnh hưởng gián tiếp đến những người cao tuổi có bệnh lý mãn tính như là huyết áp, tim mạch hay bệnh lý thần kinh. Thời tiết này khiến người bệnh dễ mệt mỏi, nóng trong người, mất nước, đổ nhiều mồ hôi hay chán ăn, từ đó làm nghiêm trọng hơn các bệnh lý sẵn có. Đồng quan điểm, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Minh Lan Phương, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM chia sẻ, trong thời tiết nắng nóng, phụ huynh nên mở điều hòa ở nhiệt độ phù hợp, tránh để trẻ di chuyển qua lại giữ nhiệt độ trong phòng và ngoài trời, cũng như cho trẻ mặc đồ thoáng mát. Đối với việc ăn uống, theo bác sĩ Phương, nhiệt độ cao dễ khiến đồ ăn bị ôi thiêu. Phụ huynh cần cẩn trọng trong quá trình chế biến, đảm bảo vệ sinh, ăn chín uống sôi và nên chia nhỏ bữa ăn cho trẻ. Để đề phòng vấn đề thường gặp mùa nóng như là sốt, ho, tiêu chảy, trẻ nên được nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và vệ sinh tay chân miệng thường xuyên. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.